Chào các bạn, chủ đề hôm nay chúng ta nói về những phiền muộn trong cuộc sống và 7 bước vượt qua những phiền muộn ấy của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Cuộc sống không phải lúc nào cũng luôn dễ dàng và thoải mái. Mỗi người chúng ta đều có phiền muộn. Nếu lúc nào đó trong cuộc sống của bạn không còn thoải mái như hiện tại, bạn có thể sẽ gặp phải những tình huống tồi tệ và không như ý của mình. Nếu có trải qua những tình huống như vậy, bạn chỉ cần tự nhủ rằng những điều này rồi sẽ qua và mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi. Hãy luôn giữ cho mình một thái độ tích cực để cuộc sống của bạn dễ dàng và vui vẻ hơn. Cuộc đời không có diễn tập, mỗi ngày đều là trải nghiệm trực tiếp. Thời gian vừa trôi qua sẽ không quay lại, dù tốt hay xấu cũng đã hết một ngày. Quý trọng điều ở hiện tại mới là quan trọng nhất. Sau đây là 7 bước vượt qua phiền muộn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Bước 1. Mỗi khi bạn nhận ra những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực đang nhen nhóm trong mình, thay vì cố chối bỏ và gạt chúng sang bên, hãy nhìn nhận chúng một cách nghiêm túc. Bước 2. Hãy làm rõ từng cảm xúc khó chịu của bạn bằng cách xác định suy nghĩ cụ thể nào đang khiến bạn khổ sở. Đó có phải là do bạn tự dằn vặt bản thân, hay những ký ức đau khổ, hay nỗi sợ hãi mơ hồ về tương lai? Bất kỳ suy nghĩ nào gây khó chịu cho bạn, bất kể trong hiện tại, quá khứ hay tương lai, đều có thể áp dụng phương pháp này. Bước 3. Tiếp đến, xác định cụ thể những cảm xúc đang dâng lên trong bạn là kết quả của những suy nghĩ nói trên. Chúng có cảm giác ra sao? Bạn có thấy lồng ngực của mình bị siết lại, dạ dày bạn quặn lên, hay có cảm giác đau nhói trong đầu? Tương tự, mọi cảm xúc tiêu cực bạn nếm trải cũng đều có thể áp dụng phương pháp này. Bước 4. Một khi đã xác định rõ ràng những suy nghĩ và cảm xúc đó, hãy nhắm mắt và để chúng tự hòa quyện với nhau thành những hình ảnh ý niệm. Khi đã quen với việc này, bạn sẽ không cần nhắm mắt lại nữa, mà vẫn có thể vừa làm việc khác vừa thực hành điều này. Những suy nghĩ và cảm xúc đó có tạo nên trong bạn những hình hài, màu sắc hay nhân vật nào không? Chúng mơ mịt hay rất rõ ràng? Điều quan trọng là bạn hãy thả lỏng cho chính những cảm xúc và suy nghĩ của mình tạo nên những hình ảnh tưởng tượng đó, trong khi bạn chỉ đơn giản là nhận thức chúng thôi. Bước 5. Hãy giữ hơi thở. Xin chúc mừng vì bạn đã hoàn thành được một nửa chặng đường. Chúng ta thường có khuynh hướng tự ngăn mình tiếp cận với các cảm xúc và suy nghĩ, khiến chúng ta cảm thấy không thoải mái và tự nhủ với mình rằng sẽ đối phó với chúng sau. Nhưng thành thực mà nói, thì hầu như chúng ta không bao giờ làm vậy. Vì vậy, riêng chuyện bạn dành thời gian để nghiêm túc đối mặt và nhìn nhận những suy nghĩ và cảm xúc khó chịu của mình đã có thể xem là một bước tiến lớn. Tuy nhiên, chúng ta không ngừng tại đây, bởi vì chính từ đây, những điều thực sự tốt đẹp mới bắt đầu diễn ra. Bước 6. Đây là bước mà mọi thứ bắt đầu thay đổi. Một khi bạn đã có được hình ảnh ý niệm từ những suy nghĩ và cảm xúc của mình, mà kể cả chẳng có hình ảnh nào trong đầu cả, thì bài tập này cũng rất có ích. Hãy hình dung bạn đang ôm trọn những hình ảnh đó trong vòng tay, như người mẹ nâng niu đứa trẻ sơ sinh. Hãy tưởng tượng bạn đang bao bọc những suy tư và cảm xúc đó của mình trong một chiếc chăn ấm áp và đầy yêu thương. Bước 7. Tiếp đến, hãy tự nhủ với mình, không thành tiếng hoặc thành tiếng, như đang nói với những hình ảnh tưởng tượng đó, rằng bạn thực sự quan tâm, trân trọng và yêu thương chúng như một phần thuộc về mình, cho đến khi chúng sẵn sàng để ra đi. Hãy cố gắng nói những điều đó thật chân thành, từ trái tim, bằng cách thực sự quan tâm đến những cảm xúc phiền muộn và khó chịu nhất, những suy nghĩ mệt mỏi nhất, một cách chân thành và đúng mực. Bạn cũng đã tự trân trọng những mặt tối sâu kín nhất, dày dứt và đau đớn nhất của mình. Và chính điều ấy khiến những nỗi niềm đó thực sự có thể ngủ yên. Những vết thương lòng sẽ thôi đau đớn và những cảm xúc tiêu cực sẽ thôi vùng vẫy trong bạn. Hãy tập trân trọng cả những điều khó chịu nhất, không bằng cách gặm nhấm và dằn vặt, mà bằng cách thực sự nâng niu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bấm đăng ký để giúp kênh phát triển nhé.